Xin chào anh em, có một chị khách nữ hỏi Vinh là muốn lựa chọn một cái dòng nhớt nó phải êm sử dụng được lâu, bởi vì chị là một con người rất là bận rộn và không có nhiều thời gian thay nhớt, và chị cũng hay quên thay nhớt luôn. Cho nên Vinh giới thiệu cho chị dòng nhớt Seal này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu công đoạn thay nhớt thôi. Vẫn là quy trình thay nhớt chuẩn của anh kỹ thuật, thao tác chuyên nghiệp, sạch sẽ, kỹ càng. Đầu tiên là dùng ống điếu bạn mở ốc xả nhớt ra, như vậy sẽ hạn chế tối đa việc hư ốc xả nhớt. Các bạn có thấy không, phần nhớt cực kỳ đặc và đen luôn. Cũng đã nhiều anh em hỏi Vinh là sao không dùng máy hút nhớt hút ra cho nó nhanh. Với cách mở ốc xả nhớt dưới gầm máy thì nhớt dơ, nhớt cặn sẽ được xả sạch sẽ hết ra bên ngoài. Còn nếu dùng máy hút sẽ không hút sạch hết nhớt cũ ra, nhớt cặn thì cũng còn đọng lại bên dưới. Châm nhớt mới vào sẽ không đúng với dung tích xe. Chưa kể nhớt cũ trộn lẫn với nhớt mới thì xe của các bạn mau xuống cấp nè. Sau khi đã xả sạch nhớt rồi thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái khăn để lau lại phần ốc xả nhớt này. Tiếp đến là dùng ống điếu vặn trả lại ốc nhớt vào bên trong xe. Tiếp tục sẽ dùng khăn chim vào để mở ốc xả nhớt ra, phải có cái khăn này mới không làm chày ốc thâm nhớt của xe khách. Rồi bây giờ thì châm nhớt mới thôi. Quay lại với lý do vì sao Vinh lại tư vấn cho khách thay cái dòng nhớt này cho xe Vision. Vì dòng này đảm bảo đủ hết những yêu cầu của chị. Nhớt có tính năng êm ái phù hợp với xe, với cách chạy của chị nè. Bảo vệ động cơ tối đa, giúp giảm rung động và giảm tiếng ồn. Thành phần là nhớt tổng hợp 100%, cho nên xe vừa được bảo vệ tốt lại đi được trên 2.000 km mới phải thay lại. Với bình này dung tích là 0.8 ml, giá là 175k, chị sẽ tiết kiệm chi phí và thời gian đi thay. Sau đó là lau sạch lại cái phần nắp nhớt nè, treo lại nhớt dư lên xe khách. Do xe Vision chỉ đi là 700 ml thôi, cho nên còn dư lại 100 ml. Bên mình cũng không quên làm 4 bước chăm sóc xe miễn phí cho khách, như là bơm bánh xe nè, tăng thắng, tăng sơn, vệ sinh mặt kính hậu và đồng hồ, rồi bàn giao xe. Còn một vấn đề thắc mắc nữa mà Vinh sẽ giải quyết cho các bạn tại đây luôn, để cho chị em phụ nữ hay là những khách hàng thay nhớt bên Vinh á không có bị quên cái thời gian thay nhớt nè. Lần trước mình đã thay nhớt loại gì, thì khi các bạn thay nhớt bên mình sẽ có một cái tem như thế này dán cho các bạn để nhắc nhở các bạn thời gian thay nhớt nè, lần trước mình đã sử dụng cái dòng nhớt gì. Cứ mỗi lần mà các bạn thay một cái bình nhớt mới á, thì bên mình sẽ tiếp tục check vào những cái ô này để nhắc nhở các bạn những cái lần thay nhớt tiếp theo là ở số km là bao nhiêu. Và những con tem này sẽ được dán bên dưới yên xe để khi các bạn mở cốp lên lấy đồ hay là đổ xăng, chúng ta nhìn vào đây nhớ thời gian thay nhớt. Chăm sóc kỹ cho xe của các bạn tới vậy luôn rồi, vậy mà không ghé bên tôi nữa là tôi giận đó nha. Ghé bên mình hả? Thì các chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh nè, Đồng Nai, Bình Dương, hoặc liên hệ với số hotline 0938 820202 để được tư vấn thêm. Xin chào và hẹn gặp lại.